Chào tất cả mọi người, mình quay trở lại với một cái video này và mình nghĩ rằng nó sẽ rất là ý nghĩa. Đây là một cái video mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để mà mod một cái nguồn, một cái bộ adapter. Cái bộ này là bộ adapter dành cho laptop nha các bạn, sạc laptop của hãng Dell. Với cái điện áp của nó là 19,5V và cái dòng tải cũng khá là cao, 4.62A. Vậy thì cái video ngày hôm nay mình sẽ thử mod cái nguồn này để có một cái ngưỡng điện áp giải rộng điều chỉnh được bằng cái biến trở, bằng cái chiết áp. Đây là một cái adapter đã được cậy ra sẵn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bóc ra. Bên trong của nó nhìn khá là chất lượng. Đây là một cái adapter chính hãng đi theo máy này. Chính vì vậy nó nhìn trông rất là chất lượng. Mặc dù khi mua về thì mình đã bị người ta bóc ra sẵn rồi. Đó, bây giờ mình sẽ bóc cái lớp tản nhiệt này ra, cũng như là lớp khử nhiễu này ra các bạn nhé. Ở chỗ này nó sẽ có một cái mối đính vào âm nguồn. Đó, bên trong nhìn trông rất là chất lượng. Và để mà mod được cái này, để điều chỉnh được cái điện áp giải rộng thì chúng ta cần phải can thiệp vào phần hồi tiếp của cái mạch điện này. Cái phần hồi tiếp của mạch điện này nó sẽ sử dụng bằng opto quang cách ly phần thứ cấp với phần sơ cấp. Nó giống với bất kỳ những cái thiết bị nguồn sung nào, adapter nào khác. Ở phần bên này nó sẽ sử dụng bằng opto quang đây mọi người này. Bây giờ mình sẽ cậy phần mặt dưới xem là cái đường mạch đi của opto quang nó sẽ như thế nào. Sau một hồi mình cậy ra và tìm các cái đường mạch thì mình đã phát hiện ra được cái cách để mà mod cái nguồn này, cái adapter này. Nó có thể chỉnh được một cái điện áp ở một cái ngưỡng giải khá là rộng. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là đối với cái bộ nguồn adapter của Dell. Đây là đối với nguồn Dell nha các bạn nhé. Nguồn Dell này thì nó sẽ sử dụng hai con opto quang thì nó sẽ phức tạp hơn. Một con nó sẽ làm cái nhiệm vụ so dòng và một cái con là sẽ hồi tiếp. Thì đối với các bạn mà có cái bộ nguồn y chang như này thì các bạn sẽ mod theo cách của mình, đó chính là sử dụng can thiệp vào cái con opto quang nó nằm ở trong đây. Còn đối với những các cái bộ adapter khác nó không có hai con thì các bạn sẽ can thiệp một con thôi và làm theo cách giống như mình thì nó cũng sẽ tỷ lệ thành công rất là cao. Bây giờ mình sẽ hàn sẵn cái dây điện đây, đường 220V. Đối với nguồn Dell thì hai cực này là 220V này. Đó. Phích điện 220V được hàn sẵn. Cái loại này thì nó sử dụng bằng cách là hồi tiếp bằng có một con IC này này. Nó làm cái nhiệm vụ là vừa điều chỉnh các cái so sánh cái dòng điện, cường độ dòng điện, tải, cũng như là điều chỉnh luôn cái phần hồi tiếp thì nằm ở trên con IC này. Chính vì vậy chúng ta sẽ rất là khó để mà can thiệp nó. Sẽ có những con điện trở li ti này và can thiệp sẽ không sâu. Bây giờ cái cách khác đó chính là chúng ta sẽ sử dụng với một cái mạch điện mà ở cái video lần trước mình đã làm. Thì đây chính là cái mạch điện mà mình đã nhắc đến. Đó chính là cái mạch điều chỉnh cái điện áp này, hồi tiếp, phần hồi tiếp. Đây chính là con IC TL431. Đó. Và được hàn theo kiểu như thế này. Các bạn có thể nhìn thế này. Điện trở 1K này, biến trở 50K này. Và được hàn theo kiểu như thế này, các bạn chú ý đúng theo chiều như thế này. Đó, sẽ đưa ra hai dây chân giữa của con TL431 nó sẽ là chân âm. Còn cái chân số 3 của TL431 chính là chân dương, nó cũng tương đương với hai chân ngoài cùng của cái biến trở này. Bây giờ thì cái việc còn lại của các bạn, chúng ta sẽ cắt bỏ phần hồi tiếp của cái mạch gốc này đi. Các bạn có thể nhìn thấy cái con điện trở hồi tiếp này, cái con opto quang hồi tiếp này này, mình đã cắt đi này. Đó, cắt đi. Đây này, cắt đứt ra ngoài nhé các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ can thiệp bằng cái mạch này. Chân dương của mạch này chúng ta sẽ hàn với dương đầu ra. Dương đầu ra của cái đường nguồn này là 19V nha các bạn nhé.
thì nó sẽ nằm trên cái con tụ này. Bây giờ mình sẽ hàn trên dương, hoặc là các bạn có thể hàn với dương này cũng được. Dây trắng chính là dương 19V, dây đen là âm 19V. Thì cái dây đỏ này các bạn sẽ hàn vào đây, tương đương với việc mình sẽ hàn trên chỗ này, vì đường mạch nó là đi vào đây. Đó. Còn cái chân còn lại này này, cái mạch điện này rất là đơn giản, nó chỉ có hai dây điện thôi. Chân còn lại này thì nó là cái chân xanh này, ký hiệu là bên âm, phần âm này. Thì các bạn sẽ hàn qua một con điện trở 1K. Sau đó sẽ hàn với cái chân của cái con ốp tô quang mà mình vừa cắt đi. Bây giờ mình sẽ hàn vào nhé. Sau khi mà hàn xong nó sẽ được như thế này, các bạn có thể nhìn thấy như thế này. Đó, dây này, biến trở này. Chân còn lại của ốp tô quang này các bạn sẽ hàn với một cái dây điện về âm nguồn, hoặc là một con điện trở 10 ohm về âm nguồn nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ hàn xuống. Đây, sau khi hàn xong nó sẽ được như thế này các bạn này. Con điện trở 10 ohm này sẽ được hàn về âm nguồn. Cái mối này chính là âm nguồn, tương đương với cái âm 19V này này các bạn này, trừ 19 này. Đó. Sau khi hàn xong rồi các bạn sẽ nhìn thấy như này. Mình sẽ lật lên cho các bạn thấy rằng cái chiều của con ốp tô quang. Đây, nhìn trong này thì nó hơi sâu, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy con ốp tô quang nó nằm như thế nào và vì sao hàn như vậy. Con ốp tô quang nó có 4 chân này các bạn này. Thì cái phần bên có dấu chấm này chính là cái phần nằm ở bên này. Phần dấu chấm này chính là nằm bên này, và phần bên này là sẽ nằm ở cái phần bên này, phần sơ cấp. Còn cái phần có dấu chấm này phần thừa cấp. Thì cái việc mà chúng ta cấp cái con này nó đang nằm như này, thì bây giờ các bạn sẽ phải lật ngửa xuống. Đó. Thì cái chân này chính là hàn với âm nguồn. Chân hàn với âm nguồn. Đây. Cái chân mà đối diện với cái chân này này, bên cạnh này, không có dấu chấm này này, thì nó là hàn với âm nguồn. Còn chân có dấu chấm này là cái chân hàn về cái chân mạch này, chân âm của mạch này nhé các bạn. Đó. Với cái mạch điện này nó khá là phức tạp, bởi vì đây là một cái bộ nguồn nguyên bản của cái adapter sạc cho laptop đọc Dell. Nên những cái bộ nguồn này nó rất là phức tạp. Chính vì vậy mà can thiệp của nó cũng rất là phức tạp, đòi hỏi các bạn cũng cần phải có chút kinh nghiệm thì chúng ta mới làm được. Còn mình sẽ có nhiều những cái video mod về những cái bộ nguồn xung khác, và nó có thể sẽ đơn giản hơn, thì các bạn có thể chờ theo dõi những cái video tiếp theo. Bây giờ mình sẽ cắm 220V và thử tải nha các bạn nhé. Đối với cái mạch này ấy, thì các bạn sẽ vặn cái volume về nhỏ trước. Và khi mà các bạn vặn cao quá thì điện áp nó vượt quá 20V thì mạch này nó sẽ ngắt không chạy được. Chính vì vậy các bạn sẽ phải vặn từ nhỏ. Mình sẽ cắm điện 220V này. Đó. Thì bây giờ các bạn thấy rằng quạt gió nó chạy chậm rồi này. Mình sẽ điều chỉnh biên trở này. Rất là mạnh luôn. Bây giờ mình sẽ đo cái điện áp nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy điện áp của nó đang chạy ổn định ở mức là 7V, 7V2. Đó, các bạn thấy rằng dưới 7V thì nó sẽ bị ngắt ngắt như này. Tức là lúc đó IC này đang không hoạt động. Và nó chạy từ 7V trở lên thì dòng tải đã tốt này. Chỉnh dần lên 9V này, 9,5V này, 15V này, 19,6V. Đó. Như vậy là mình đã mod thành công cái mạch nguồn adapter của cái hãng Dell, và với cái công suất của nó với số vôn là 19,5 và 4,62 thì mình tính đâu đấy nó khoảng xấp xỉ 100W rồi các bạn. Như vậy chúng ta có thể sử dụng một số những cái việc cũng khá là tương đối nhiều việc rồi. Đó. Nói tóm lại là chúng ta sẽ can thiệp về phần hồi tiếp. Can thiệp về phần hồi tiếp. Và cái mạch chỉnh cái phần hồi tiếp đó chính là cái mạch rời này, sử dụng bằng IC TL431. Đây các bạn nhìn thấy. Và cách đấu sẽ như thế này.
Với cái máy điện này nó khá đơn giản, các bạn có thể nhìn thấy cái hình này nó cũng rất là trực quan rồi, nên mình sẽ không cần phải vẽ lại sơ đồ. Còn đối với các bạn nào mà cần sơ đồ thì ở một cái video trước, một hai video trước thì mình đã có cái video về cái mạch chỉnh điện áp thì nó có sơ đồ rồi. Các bạn có thể vào xem và lấy sơ đồ. Rồi và mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.